thiết hạ thiên tâm thành bái đạo cung thịnh mời Phật thánh lai đạo từ trường dâng lên đăng trà quả thực tiễn dâng lên lòng tin bái thì chúa tiên cửu trùng thiên tiên cung thỉnh mời có đẹp nhất đi thiên thiên anh vân cầu chúa ơi thượng thiên mẫu nữ về thôn quê phủ dày vân cát thôn quê nghĩa hưng thiên bản nhà lê cải trận cốt cách canh cần hình dòng nghề cốt cách thanh nhà tân nghề mười năm đỉnh giáng nghề hôn nhân xương tùy sinh thành nghe trong đền sau sơn nhằm sắc khác thường hình dòng nghe nhằm sắc khác thường giả sách đòi một hòa vương cốt bì đỉnh nhật trí kỳ trên thiên cung đỉnh nhật chí kỳ xe loan đón rước mẫu về đến đây trên đàn hải ngàn nô nhiệt minh ngương gia thu từ mẫu lượng vô hương hoa đôi đắc thanh ngược chi tâm kim cương nhất thu biến thập phương nam mô hương văn cai bồ tát ma ha tát nam mô hương văn cai bồ tát ma ha tát khai quang dòng nhang thâm kỳ diệu quang minh chiếu tự trung ngã thích tăng cung giảng kim cung hoàng lân cận thanh chúa thiên trung vương ngã lăng thân xá ân từ bi vật chúng sinh cố ngã kim đỉnh lệ hoàng minh phả chiếu đàn gì sa loan thanh giá ma hồi cùng xin giang tất như danh ngân lai lăng nguyện lâu lâu soi dạng nam bình thủy quốc đồng đình còn vua thủy quốc đồng đình đệ tam mẫu thoại giáng sinh đền rồng dưới đỉnh chân nhang thần khởi xung thiên thượng đệ tử kiên thành hiện tại kim nô phóng khoảnh khắc nhân huân tức biên man thập phương tức nhật ra du miêu lạc tiêu tài trước nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát sa loan thanh giá hồi cung có lệnh truyền ra đức ông có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cung là chư dịch mô binh đáo vạn nam thành thiên cảnh bầu trời bông lai thiên cảnh bầu trời gió nam thoang thoảng hương bay ngạt ngào trên nam thảo dòng bay năm sắc dưới việt nam địa thế trung đình cầm sai đổi lệnh thiên đình đổi lệnh thiên đình cầm sai đổi lệnh thiên đình có ông đức thánh giáng sinh phù đời quốc sử ý việt nam trần thị lệnh đế vương kế thế chỉ định thiên trường tức là địa thánh tức mặt địa danh thiên trương tức mặt địa danh sơn hà dục tú trung ninh khám y hoạn văn
phi, quy quy cung phục Trung Hoa Đồng thì mộ đức tôn thân. Hưởng minh quân hạ lương thật, nhất đường tư thủy Long Vân tao phục hội tiên phong, Hà Thanh Hải nhiên thời phục sinh, xuất hiện tam bang tường vân ái đại lưu qua. Ai đại lưu quang tương vân, ai đại lưu quang Hoàng Thiên Tích Mệnh lang bang giang trần, ước mộng lý mang tuần xuất thế, thác định sinh trần thị tôn vương, tung nghi vương mạng đường đường. Diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng dạng, kim phục hoàng thần gật thanh chúa tiên trung vương. Ca đăng tổng tâm tư vi lần văn chúng sinh, cô ngã kim định lê khai quang và chiếu từ trung. Văn sớ dân lên thượng nai, văn sớ dân lên đức ngông tâu đối người chúa, phê rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh nghiêng. Nhị tử tràng sinh phê cho nhị tử tràng sinh, chư phu chư quý khang linh họ trường phê cho dũng mạnh đôi đường. Dương là sớ hồng trần gian, dương là sớ hồng quỳ trước công đồng, Phật thanh chứng minh ông về tâu lên thiên đình. Nhị tử tràng sinh phê cho nhị tử tràng sinh, cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường. Quang dòng nhan thần cờ diệu, quang mê chiếu từ trung nghe ngã tích tăng cũng giảng kim phục hoàng thật gật thánh chúa tiên trung vương. Phục thỉnh Như Lai điển khai, khai thân thổ thân nhân tóc minh sáng, khai nghĩ thông minh thích, khai khẩu thông minh thông, khai quang dòng nhan thâm cờ diệu, quang minh chiếu hình nhân.
quốc sử ký Việt Nam. Trần Thị Lịch Đế Vương kế thế trị Ngô Bình. Thiên trường tức mạc địa danh Sơn Hà dục tu trung linh khám kỳ. Ngoại man di quý nghi cung phục trung nghi hoa đồng mộ đức phòng vân tấu số tăng nghe hả thần quang bất bội thanh nhẫn thì giao phù hiệu sớ văn khẩn đường tuyên đồng phục nghi độc a phải thánh nam nhạc giác thần hoàng an thế thế chi công quy sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng ký tích thanh sử lưu danh biến hữu vì Việt Nam quốc Lam Từ Liêm quận Mỹ Đình một phường khu Dư Mê Ơ thế chỉ phòng 1003 nhà C trụ sở công ty cổ phần Thần tốc số 90 đường Võ Văn Kiệt Thanh Xuân Sóc Sơn Ngoại Thành Hà Nội chi sư hiệu y vu thượng phụng độc linh từ phượng phụng phật thanh đại vương thiên cúng hạ thiên phát thánh biểu quan thịnh phật tuyên kinh cung linh tưới phủ tiến cống kim ngân đại mã tiến cúng lục bộ thần vương tiến lễ sơn trang bái tiên thiên quan trợ tí cô hồn xuất bản mệnh gia lội bình an thương mại thanh thông lộc tài vượng tiến riêng sinh trường phó sự tuyên thần đệ tử mộc ân thanh đồng hoàng đức hiếu hiệu minh quang phiếu đại tấu thân tín chủ đặng thị xích hòa bản mệnh sinh ưu linh dậu liêm thành canh lục thập bát tuế phu quân nguyễn thanh sơn bản mệnh sinh ưu linh dậu liêm thành canh lục thập bát tuế hiệp đồng khát chi bản mệnh thành tâm tiến cung đẳng cờ phú thọ mỹ thang linh phú bảo gia trung đa các thánh thần tiếp tấu vì Việt Nam quốc Hà Nội thành Bắc Tử Liêm quận khu Si Phu Cha nhà L 2 căn hộ 2003 hiệu Y Vu Bảo Lộc Linh Tử Thượng Phục Phật Thánh Đại Vương Thiên Cúng đường thiên tiến lễ cầu an giải trừ vận hạn tống ngách trừ tai khuất cầu bản mệnh gia lộc bình an lộc tài vượng tiến diên sinh trường thọ sự kim thần đệ tử nguyễn thành diệu hương bản mệnh sinh ưu quý hợi niên thành canh tứ thập nhị tuế chúng tử nguyễn đồng khải huy bản mệnh canh thần niên thành canh thập ngũ tuế nguyễn diệu thảo tâm bản mệnh sinh ất mùi niên thành canh sơ đăng thập tuế thần tiếp tấu vì Việt Nam quốc Hồ Chí Minh thành phố Bình Thạnh quận Bình Thạnh phường Ngô Tất Tố lộ số 59 căn hộ 305 khu Garden City tòa B1 hiệu đi khu Bảo Lộc Linh Tử Thượng Phục Phật Thánh Đại Vương Hiến Cúng đường thiền tiến lễ cầu an giải hạn tống ngách trừ tai khất cầu bản mệnh gia lộ bình an lộc tài vượng tiến diên sinh trường thọ sự ưng kim thần đệ tử nguyễn thành diệu linh bản mệnh sinh ất sửu liên thành canh thứ thập tuế chúng tử nguyễn đức quang minh
bán bạn canh dần liên hành canh thẩm ngũ tuế nhập đồng toàn ra thành tâm tiến cung đẳng thần tiếp tấu bị Việt Nam quốc Hà Lộ thành phố Tây Hồ quận huyện quê phường Hoàng Hoa thám phố số 66B hiệu Y Phu Bảo Lộc Linh Tử thượng phụng Phật thanh cúng giảng đường thiên tiến lễ cầu an giải hạn tống bách trừ tai khất cầu vạn bệnh gia lộ bình an lộc tài vượng tiến tiên sinh trường thọ sự kim thần tín chủ lâm thành long bản bệnh sinh tư tất mão liên thành canh ngũ thập tuế tiền thê cao thị chính bản mệnh sinh ư kỷ mùi liên thành canh tứ thập lục tuế chúng tử lâm thành danh bản mệnh sinh ư canh dần liên thành canh thập tuế thập ngũ tuế lâm minh đức bản mệnh sinh ư nhâm thìn liên thành canh thập tam tuế lâm cao minh bản mệnh sinh ư tất mùi liên thành canh thập tuế nhập đồng và gia thiên cũng đẳng thần tiếp tấu bị Việt Nam quốc Hà Nội thành phố Tây Hồ quận vị quê phường ngõ năm trên 278 hiệu Y Vua Bảo Lộc Linh Tử thượng phụng Phật thanh đại vương cúng giàn đường thiên tiến lễ cầu an giải hạn tổng mạch sửa tai phất cầu vạn bệnh gia lội bình an lộc tài vượng tiến tiên sinh trường thọ sự kim thần tín chủ đặng hoàng chính bản mệnh sinh ư kỷ sửu liên thành canh thất thập lục tuế trên thê dung bản mệnh sinh đinh tổng liên thành canh lục thập bát tuế chúng tử đặng hạnh ngọc bản mệnh sinh ư tân dậu liên thành canh tứ thập tứ tuế đặng hải ngọc bản mệnh sinh hành canh tam thập tuế hôn tử trịnh tuấn anh bản mệnh sinh ư canh thân liên hành canh thập ngũ tuế chúng tử trịnh phương nhi bản mệnh sinh ư mậu tý liên hành canh thập thất tuế trịnh đức minh bản mệnh sinh ư nhâm thìn liên hành canh thập tam tuế hiệp đồng chư gia chư nhân thành tâm tiến cung đẳng thần tiếp tấu vì Việt Nam quốc Hà Nội thành phố Hai Bà Trưng quận Mai Động phường ngõ 120-102A phòng 8 khu trung cư Tham Si Ti Minh Khai hiệu Y Vua Bảo Lộc Linh Tử thượng phụng Phật thánh đại vương hiến cúng đường thiền tiên lễ cầu an giải hạn đống anh trưởng ở tai phất cầu bản mệnh gia lộc bình an lộc tài vượng tiến duyên sinh trường thọ sự kim thần tín chủ đặng hoàng bình sinh bản sinh ư kỷ hợi liên thành canh lục thập lục tuế thần thê phạm hương mai bản mệnh sinh ư mậu tuất liên thành canh lục thập thất tuế chúng tử đặng hương giang bản mệnh sinh gia bát tý liên hành canh thứ thập nhất tuế đặng hương linh bản mệnh sinh ư giáp bát tuất liên hành canh tam thập nhất tuế trần bảo nhi bản mệnh sinh tân mão liên hành canh thập tứ tuế vũ an thi bản mệnh sinh ư linh tổng liên hành canh sơ đăng bát tuế vũ anh sa bản mệnh sinh ư tân sửu liên thành canh sơ đăng tứ tuế hiệp đồng chư gia chư nhân thành tâm tiến cung đẳng cờ phúc thọ dĩ khang linh thứ bảo ta trung đa các thánh đức nhật ngưỡng can thánh nhân phủ giám thảm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư hạ phòng thịnh hộ thượng nguyên anh tố bẩm ư thiên tư nhiên tảo hiệu toàn bằng ư thánh lực cầu phi câu đào hạt đắc an ninh to thị kim nguyệt cắt nhật tu thiết hương hoa kim ngân tài mã lễ phật phụ thần phụ hưu sớ văn kiện thân thượng tấu cung duy trần triều hiển thánh nhân vũ hương đạo đại vương ngọc điện hạ trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu nhị vị đường tông thánh thiền trần triều vương tử vương nữ
Mã Già Phong Đại Vương Thánh Tiền. Đa hữu văn võ bộ hạ liên quan Thủy Tiền phục nguyện. Đại Vương Đông Thủy Chiêu Tám phục nguyện. Dương Thương Tại Thượng Tràm Tràm Quyết Linh. Tá Thí Thi Nhân Phủ Chính Thị Thần Đệ Tử Phục Lai Nai Tống Tứ Thời Vô Hạ Ách Chi Sâm. Các tập Hùng Tiêu Phát Tiết Hữu Trình Tưởng Chi Khánh. Gia môn Hưng Vượng nhân vật bình an nhất thiết sở cầu vạn ban như ý. Đan thần hạ tình vô nhân quyết thiết bình doanh chi trí cẩn sớ thiên vật. Giáp thì niên kỷ tị nguyệt nhân thân nhật. Các thời phần đệ tử khấu thủ hòa lam bách bái thương. Dừng là sư ông Trần Giang có là sư ông đội chức công đồng. Phật thanh chứng minh đệ tử có sơ dân chỉ. Nhị tự chàng sinh về cho nhị tự chàng sinh cửa nhà phú quý. Khang linh thọ trưởng về cho giúp mạnh đôi đường. Tống lên thiên đình sớ nay tống lên thiên đình. Tống về cho hết đi các sinh các quả tống về phụ mẹ đền cha. Đồng nhân nhà ban khen ban thưởng cho thủ nhang đồng đền nhà. Tuổi cả niên cao sớm thay hoa chiều lọc nước theo tàn gạt bụi cửa đình thần. Anh em ta mà đã tăng giác tăng thọ à. Ban khen ban thưởng cho đồng thầy họ Hoàng à. Đầu còn xanh tuổi còn trẻ à. Phân điểu bác gió bác ghế chứ ông đưa ông ta ngồi à. Tầm ngồi cho chung và ban khen được đắc sắc vịt thánh à. Chắc tay ấn vững tay quyết chắc tay bói tỏi tay phù để trừ tà sát quỷ dẹp âm dương à. Mang danh cho điện mang tím cho đồng à. Ban khen ban thưởng cho phu thê họ Đặng họ Nguyễn à. Nhất tâm tưởng vạn tâm cầu à. Xuất tâm thánh chứng à. Đưa ông ta về chắc dáng à. Chứng minh công đức cho phu thê họ Đặng họ Nguyễn à. Khuôn phù à. Cầu tài được tài cầu lập được lập cầu bình an được bình an. Cầu hạnh phúc được hạnh phúc à. Có tai ta họa tai à, có lại ta họa nạn à. Ban khen ban thưởng nhỉ. Từ nay trở đi từ giờ về sau trong gia chung à. Già mạnh khỏe trẻ được bình an. Uống tiểu thi cử được thành danh công danh thành đạt à. Thương mại được hanh thông lộc tài vạn tiến nhỉ. Bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ à. Thế mà quyền anh phép anh ta điều binh khiển tướng coi trong giữ ngoài đành lễ được viên mãn à. Ha. Thành ra hồi cùng đời chân khí chân tham tam hải đức đệ tam dòng dõi kiêm chi bao phen giáp mã chi kỳ giáp mã chi kỳ bao phen giáp mã chi kỳ đã vô hoa khắp lại đi phạt dầm phong đại vương an tâm thần chức lại đẹp cầu yến thực ra bạn nghĩ rằng hiếu đạo chú toàn. Hiếu đạo chú toàn nghĩ rằng hiếu đạo chú toàn. Nào ngờ mắc phải tiếng hoan ở đời dạng bảy tấc. Khó bảy cúc trực để trời xanh nghĩ vặn bạc sáng soi. Tính kế cùng ai mấy năm tính kế cùng ai đánh răng đém xương thuyền tài cho cam bậc nhất dạng thuyền mang xa bể ông thủy thần đi thiết kế cùng ngày. Có một cây trên bãi bể, chỉ có một cây, chỉ cây khấn vai. Rằng cây có thần trong một đám, hồng vân quật lại mảnh tinh linh xuất ngoại trần gian.
chức lễ chức đàn ông về chức lễ chức đàn đi cuông phụ đệ tử muôn vàng tốt tươi hơn trên tiết lộc ban tài. Thời đấy bình an cứu đông, thời đấy bình an dẹp hết tà quỷ phàm nhan nhiều bề thông mây cưới gió đi về. Tiếng ma lộc bộ trần chiều á? Đâu ta chắc dám à? Đâu ta làm việc tiền phủ á? Hả? Cứu độ dân an thân phù, cứu độ dân an ông sai lục bộ đáo đàn sở. Chân thế biết tay ra, chân thế biết tay ngự lên động tử cứu say phát cứu đâu thời đấy được à. Thời đó được an cứu đâu thời đó được an dẹp hết tà quỷ phạm nhát nhiều về được mây cưỡi gió đi về. Cứu những kẻ lương dân phải nạp lại những người mắc nạn ta tinh độ cho hết thảy hưu si. Chân thế biết tay ly ra, chân thế biết tay ngự lên động tử cứu sảy nhân gian cứu đâu thời đấy được à. Cứu trợ dân ta trong ta tinh, cứu trợ dân ta cần đai mũ mã giao uy khám đàn phép ông đôi má thu phí. À, à đôi má thu phí phép ông đôi má thu phí cổ lên khăn ân xiên tình pha oai bồ đầm thảo chân đi than lửa chảo dầu sôi đợi sẵn yêu mà. Chân thế biết tay nghi xa, chân thế biết tay ngự lên đông tử cứu say nhân gian cứu đông thời đó được an dẹp hết tà quỷ phạm nhát nhiều bề đường mây cưỡi gió đi về. Hết gió đi về thông mây, hết gió đi về khi chơi bảo lộc, khi về trần thương. Dầu xuôi đợi sẵn yêu mà tay ân quyết giao y dấu mặt thật phù sa cứu độ dân hoa. Thank you.
kinh khai quang, song nhan thâm kỳ siêu quang minh chiếu tự trung. Đã thích tặng cung sáng kim cung hoàng thân cận thánh chưa thiên trung vương. Càng tân tâm từ bi lên văn chúng sinh, cô ngã kim đinh lê khai quang phả chiếu đàn duyên. Chứng lễ chứng đàn ông về, chứng lễ chứng tạc uống phụ đệ tử, muôn bạc cơ tươi ơn trên kiếp lộc ban tặng. Sớ điệp dâng lên kim ngân và sớ dâng lên đức ông tâu đối, chép biên rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh. Đôi chữ chàng sinh phê cho đôi chữ chàng sinh, chư phu chư quý tang linh thọ trường phê cho giống mạnh đôi đường. Dâng la sứ hồng họ đặng con như có la sứ hồng đội trước công đồng, Phật thanh chứng minh đệ tử có sứ dâng trình. Có sứ dâng trình đệ tử, có sứ dâng trình, sứ trình Phật thanh dâng trình vua cha trình lên đủ hết các tòa. Chứng mã chứng đạt ông về, chứng mã chứng đạt đi cuốc phụ đệ tử, muôn vạn tốt tươi độ cho tài lộc trên đời. Hãy subscribe.
phương làm việc dân gian tại đây trong phần thi đấu của trường đoàn đặc mệnh gia đội Vinh An trọng tài đội tuyển nguyễn thị trường thọ xuân đấu thắng hai trận về trận cuối cùng cũng được đối thủ đội tuyển hà nội do đáng thương ngày nay ăn sinh vật để ông hà được chúc mừng với các bạn đã đến với ông mai khang ban thưởng cho lời kêu chứng thân của pháp sư cho bạn thành rồi nhá. Ban khen ban thưởng cho phu thê họ Đặng họ Nguyễn nhỉ. Nhất tâm tưởng vạn tâm cầu, tâm xuất thánh chứng ạ. Đưa ông ta về tiếp nhận kim ngân tài mã ạ. Chứng mã tính mã trình chiều lục bộ. Anh em ta ạ, cha con anh em ta ạ. Khuôn phù cho họ Đặng họ Nguyễn từ nay trở đi, từ giờ về sau. Đắc tài đắc lễ đắc vinh hoa, xuân gia các khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghênh bách phúc ạ. Thế mà bách gia trăm họ nhà nào phúc đấy nhỉ. Thế mà trong gia trung già mạnh khỏe trẻ được bình an nhỉ. Cúng tiểu thi cử đỗ đạt thành danh công danh phẩm đạt. Thế mà mang thêm ban thưởng cho phụ thê họ Đặng họ Nguyễn nhỉ. Hết tâm tưởng và tâm cầu. Thế mà thương mạng không cho một thanh không nhỉ. Xóa tất cả những hại nạn ác nhỉ. Tháo tổng cười trói nhỉ cho phụ thê nhỉ. Tâm đầu ý họ nhỉ. Ha! Thuyền mang ra bến, ông ơi thủy thần rời ra hồi cung. Đệ nhị đại hoàng khởi tấu vương cô, đệ nhị đại hoàng nghe thỉnh cô đệ nhị nhà trần sang lập. Thơm lức một nhà Huệ Lan, thơm lức một nhà hiền vì cây ngọc mỹ muộn mà lá xanh ý hình. Chốn thiên thanh thường ra mê khấn ni bay ngâm ơi lòng mi trời lại ai buồn ân chiêm bao phút thấy mộng thần sao xa mê đôi vì phu nhân mơ màng. Thank you.
khai quang dòng nhan thâm cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng giàng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng tầng tâm tư vi lân mân chúng sinh cô nga kim định lê khai quang và chiếu từ trung văn sớ dâng lên thượng ngài văn sớ dâng lên vương cô tô đối chùa phê rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh dâng lá sớ hồng ngọ nguyện con đi dâng lá sớ hồng nghi đệ trước công đồng phật thánh chức mình ngày lành có sớ dâng trì đời chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh chư phù chư quý khang linh thọ trường phê cho giúp mạnh đôi đường giúp mạnh đôi đường phê cho giúp mạnh đôi đường thân cung khang thái bản mệnh bình an quân thần phải đạo chúa tôi hiền con sớm dâng lên họ đặng con đi con sớm dâng lên sớ trịnh phật thánh dâng trình của cha trịnh lên đủ hết các tòa vương cô tông đối nghi chép biến rõ ràng phê cho họ đặng trường sinh thọ trường phê cho tài lộc đôi đường vinh hoa phú quý hương thượng đề đa độ cho phúc đặng hà pha thần phù tăng nhang nước thải thần phù thần phù trị bệnh tiêu tán thần phù trị huyết truyền tán tàn nhang nước thải thần phù tay ân có dư 300 tay ân có dư 900 đạo bùa thanh tổ truyền bát cứu độ thời đó được a thời đó được an cứu đông thời đó được an dẹp hết tà quỷ pháp nhan nhiều bề thông mây cưới gió đi về thường ra cần
vai ngậm lòng rời lại đoái lòng dân cô chim bao. Chim bao phút thấy mộng thân đi chiêm bao phút thấy mộng thần sao sai đôi vị phu thân ý mơ màng tan giấc quê phòng loan cô sực tình thắp nhang trầm một đỉnh dâng lên để lâm dâm lâm dâm phút cậu về ban khen ban thưởng cho phu thê họ Đặng họ Nguyễn nhỉ. Nhất tâm tâm tưởng và tâm cầu nhà tiếng má trần triều lục bộ trần triều cha coi anh em ta nhỉ. Vương câu ta về chứng minh công đức nhỉ, công đức vô lượng nhỉ. Thế mà tâm xuất thì khánh chứng nhỉ, tâm đạo được mở mang nhỉ. Ban khen ban thưởng cho từ nay trở đi từ giờ về sau nhỉ. Trong gia trung già mạnh khỏe trẻ được bình an cúng xiểu thi cử đỗ đạt thành danh công danh thành đạt nhỉ. Tình duyên không lật giật nhỉ, thế mà hạnh phúc viên mãn nhỉ, muôn đời cùng vinh hoa nhỉ, cùng vinh thế hoa nhỉ. Thế mà ngày hôm nay nhỉ, tâm tưởng phu thê nhỉ, quý mã vương cô anh em ta nhá, vương cô anh em ta để chứng minh công đức nhỉ. Có nặng giải hạn, có nặng giải hạn, bắt bệnh siêu nắng, bắt bệnh tiêu trừ nhỉ. Vương cô ta để phá hung thần các cả và vinh đường nhá, trong nước cũng như nước ngoài nhỉ. Được xả cầu những ý xả nguyện tòng tâm nhỉ. Bài khen bài thưởng cho bách gia nhỉ. Nhà nào cũng đấy nhá. Trên non đảo ý đùng đùng mây quân địch dường sơn quần quần đi mây bay lâu đài can vị chính cung ý lâu đài đệ nhị chính y cung đạo thiên đua đờ vương phi thấy sao xa đôi chiếc vương phi thấy ai sao xa mi đôi chiếc nhâm tí điên truyền thuyết đi còn biên còn đang mơ mộng giấc tiên này năm tháng năm mã nguyệt đi thay bảo tháng năm mãn nguyệt thai bào sinh cô đệ nhị tốt sao ý là thượng thái hậu đặt đi hiệu định về đại hoan
lâm dâm phút ngọc còn yên đồng đào chớm mi nở vương côi xuất thần kêu cầu cho bỏ mê công sinh kêu cầu người có công xin mỗi năm là một sáng hình nghị tốt nâng tươi xuân về. Xuân về thời gió ngó eo bay ý nghĩ. Lập ở hướng đông nghi ngôi đền cậu, lập ở hướng đông nghi thỉnh mời cậu bé cửa ông ngự về. Vọng bài tiên cung nghi cậu đâu, vọng bài nghi tiên nâng cung thì mời đi cậu bé cửa đông ý ngự về. Thấp thoáng giang khê thuyền à, thấp thoáng giang khê thuyền dòng cầu bé chiều về Hạ Long đi. Khai quang dòng nhan tâm kỳ diệu quang minh chiếu tư trung Nga thích tăng cúng giảng kim phục hoàng lân cận thanh chúa tiền trung vương Ca lăng tầm ta âm tư bi lân bân chúng sinh Hồ Nga kim định lê khai quang và chiếu tư trung Văn sứ dâng đến thượng tài văn sứ dâng đến cậu về tâu đối chép biên rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh đôi chữ chàng sinh phê cho đôi chữ chàng sinh chữ phú chữ quý khang linh họ trường phê cho dũng mạnh đôi đường dũng mạnh đôi đường phê cho dũng mạnh đôi đường thân cung khang thái và
bản mệnh bình an quân thần phải đạo chúa tôi. Dâng la sớ hồng trần gian, dâng la sớ hồng quỳ trước công đồng Phật thanh chứng minh cậu về tâu lên thiên đình. Chàng sinh về cho đôi chữ chàng sinh, chữ phu chữ quý khang linh thọ trường về cho giúp mạnh đôi đường. Quyền cai chủ trường, cai các mường non thượng sơn trang.
tập tu thông tỏ phép ngàn chân như chứng đắc phong làm thiền sư hòa bình cảnh địa sư tích cụ chốn sơn lâm ghi tụ xưa nay lụng vần chất ngất non mây lục vân chất ngất non mây mai đã thăm thầm cỏ cây ngút ngàn sông mi đa răng man mang nước chảy núi đầu rồng dây dày long châu đồng sơn
về đông làm lễ xuất gia. Sắc lên tam bảo mười phương độ trì, tay sắc nhang tiêm tiệm quy từ bi, tam tòa tiên thánh chứng chi cho đồng. Triệu lô cô lang ân lang ái vốn dòng sơn cha, tình nghi số hay mang trước mang già, mang tre mang lứa cơm làm trà vàng, cũng có khi sùng lại lên ngàn lần. Thập nhị điên nàng khăn yêu áo tóc dịu dàng bước ra, đồng kỳ phương cô cả dân hoa, cũng đôi nhan sắc nàng bạc ưa nhìn niềm cả từ sao cảnh hồ điên kinh kia. Trên cảnh hồ tiên xem mấy cô xuống khỏi phiền tri ân, cô làng lắm chơi cảnh sơn lâm. Chúa bà tốc lai đan sở độ cho đông ăn nở nhất tâm mi, hôm nay chảy hội sơn lâm vui sao vui quá, thú cầm cá vang về đông trường ba sơn trang kịp thân thoi núi thạc vàng tiên sức cực làm gạo lúc thương lực kia. Cực làm gạo lúc thơm lực, ốc tôm cua cá giò nem đủ mùi, mặc khi chưa kê tay ôi im nghĩa. Đêm 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 anh đuốc lập lòe, cơm làm một tấm nước dưới khe một bầu, châm cài long lánh ngọc châu, trăng thành gió mát bên lầu hòa ca, sương răng khói tỏa nhạt nhòa sớm mây bờ núi, chiều ta mấy trôi. Miền dân thế đốt đi đuông lên ngọn sáng soi bàn đến đây, khi soi trong năm biển soi về sơn trang, soi trong năm biển soi về sơn trang. Vui về họp mặt yên oanh, quầy chân nào chít khăn xanh que màu, khăn vấn đầu quầy chân nào dắt lược châm cài tha thứ.
rước sang tiền. Cau trầu đỏ thắm làm diền, hoa ngâu cài tóc càng thêm khác thường. Khi sóng trên đồi nghiêng nghiêng đỏ, lúc lại về áo cỏ lâu tranh. Sớt đi lâm cành chỉ yêu tình, và nghe tiếng nhạc đầu gầy cười hát. Người con xanh dưới ngàn tung tinh, có cơm nam thịt hình nem khô. Tay theo dịp để xinh khô, tiếng nói trọn trẻ liễu lo liễu thường. Lộc tài chúa mới ban ra, bốn phương ngồi họp đẹp quá đêm này. Bán cho tiền tốt lụa dày, bọc lộc cho lắm về đây cho nhiều. Bán cho giải rất sang nhiều. Bán cho giải rất sang nhiều, bọc lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Đồng thêm còn nhang còn phục thờ, ba mươi mục một mười từ hôm sắp. Ba mươi mục một hôm sắp mười tư. Người tiên cung hôm nay giá ngữ, dáng yêu kiều xinh quá là xinh. Người xinh cảnh cũng hữu tình, người xinh cảnh cũng lung linh khác thường. Yêu ai tai lộc chưa mang, lỗi nhầm của bằng khôn ngoan đường nào. Đến đây khuya sớm sáng vào tàu xin, bỗng lộc ngạt ngào quả hoa. Thứ nhất xuống cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả bán cho lộc. Ra bước lên mây thương đồng loan ra về đây, góp tiền đụng đỉnh sườn non. Vàng vàng khúc hát hòa vàng câu ca, vàng vàng khúc hát hòa vàng câu ca. Đi tới đâu cỏ đọt hoa sao, chú về bánh điều sớm chiều cám vác. Bánh kim cơi thiên bạc sừng vàng, đẹp cho trăm họ tỏ sang đời đời. Đẹp cho trăm họ đời đời giàu sang. Đồi núi bao xa, lên ngàn hai bông hoa. Hai hoa đẹp về đến đây, biết bao thân đồng chờ mong ban khen. Kim mao bạch diện rõ ra, song thân thất sắc hoang mang cõi lòng. Vội đem dấu vào trong mi thung thầm, biết đâu trời đã sắp mi huyền duyên hùm beo.
thành ở đấng mẫu hiền ý nghĩ. Hùng béo thành đấng mẫu hiền, sớm hôm dung dưỡng bát niên trưởng thành, từ ấy đã lừng danh sơn chủ, khiến các loài muôn thú nghe theo. Sớm hôm ngoạn suối trời đèo ý, thế mà cúng tiến sơn trà ô, thế mà khao thính trợ ý cô hồn ồ, thế mà biết đến người mường người bán chúa tôi ồ, thế mà nhờ, thế mà nhờ có cái người kinh họ Nguyễn họ Đặng à, thế mà tiến khảo sơn trà chúa tôi. Thế chúng mày không phải lo chi chi đâu, thế mà không phải lo cái chi chi đâu, thế mà là của tao à, thì lát đường tài trợ. Thế mày chúng mày người kinh nhà không có lo cái chi chi đâu. Chúa tôi mày à, dung cây sẽ lọc rồi. Thế mà cái người kinh chúng mày không lo cái chi chi đâu. Được không? Sớm hôm đi ngoạn suối nghĩ chơi đèo, nắng lùa trong đồng, mưa treo bách ngoài. Đức Thánh Tổ thiền ai bắt tuyết dài chỉ rừng, chú biết lá cây ý. À thư họ suốt đêm ngày, thả dòng nước ngược trôi đầy đà giang, nguyện rằng ai là người cơ trí giải chúa này đích thị đồ nhi. Nam thiên giới thọ bất kỳ ý nghĩa, giới họ bất kỳ thầy ý mang pháp xuống, tức thì truyền cho con. Đức chúa bà căn do tiên cốt vừa xuống trần đi, tay ý hốt được hay ý nhân quang tương tân chú này, thầy sai về núi.
theo thầy nhập môn. Tám niên quán cải khú tàng khôn ý nghĩa. Tam niên quán in càn khôn tứ hải phép tiên pha, khiếp hãi sơn tinh cường tà mạnh quỷ hung tinh. Nghe danh tiên chúa muốn nép mình cho màu ý. Hướng ta mạnh quỷ lung tinh, nghe danh thiên chúa nét bình cho mau. Chú hướng khẩu lâu lâu vanh vách, hồ tam thanh hách hách xương thường ý nghĩa. Pháp môn trai ngải nem mường bùa mê huyên lũ ai được đại tài. Khi giang đàn thất khai thần phiến, phép diệu hiện tại biên nghệ thầy ý nghĩa. Ánh sáng hồi cung Lê Mẫu Hòa Bình ai đi, Lê Mẫu Hòa Bình chợ bò hàng miếng thác gành treo neo. Vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ cánh thác bờ, sực nghi giữa càn khôn lô xô đáy mọc mờ đầu. Thank you.
đoán hoa tươi. Thanh tân lịch sự nét ngời thu ba. Tóc dương già rẽ ngôi cánh phượng, nét cong cong muốn đượn mì đường tơ chua thác xinh xinh để liễu thân. Please.
lan như rừng cúc, rừng bạch mai, rừng trúc, rừng thông đường đến quân lượng cúc sông. Chúa cứu người bằng thói tan bào, dắt dân lành được sang thần tiên, rượu tâm dâng tiến một bình. Rượu tắm dâng Chúa Ba Bình, cơm lam thịt thịt muối chanh mặn nồng, trầu đêm cách vượt hoa hồng. Hồ sập sinh ca, những cú vang thanh tót canh thâu, trẻ và xuôi ngược đua nhau, nhớ ngày mở hội về chầu Chúa Thiên. Sơn Trang hòa bình, ai đi Lê Mẫu hòa bình Sơn
đình con phát chất chứa ba bước xa. Đi ngái hoa, đi ngái trà, đường quanh co qua đeo quang suối. Gọi cái sự người, ngái sự người, trần gian nơi đón chúa về ngự vui. Trần gian nơi đón chúa về ngự vui. Trăm con ma đôi nợ, trăm con ma đôi nợ, đầy ngàn tay ái, vui trên vai đặng trái chim thương. Rút ra dung dinh quầy gạch đầu con, dung ra dung dinh quầy lắng đầu con. Hai trăm hoa đem về dâng mẫu, độ cho đồng tài lộc bằng ai. Trăm bông hoa nở rộ an bài. Lộc tài, lộc tài chùa ơi, tan ra bốn phương hội họp về đá tháng này. Ban cho tiền tốt lụa sạch, ông lộc cho lắm về đến đây càng nhiều. Ban cho đồng tài nhất càng nhiều, bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Ý nghĩa núi ngôi nhà rừng xanh mở lối qua hương sơn lên thẳng nghề tới dốc cun. Trên non cao quân nghi khúc nghi dầm mờ trường. Thank you.
Bát hương thổ dâm tình ca hát, tiếng cú vang thanh tót thanh thô. Trẻ ta xuôi ngược đua nhau, nhớ ngày mở hội về châu chúa tiên. Thành ra hồi cung tinh túc ngàn con cung thỉnh mời tiên chúa vân phong xây loan giá ngự trưng tầm cho cảnh cho cao tới, bằng cho tới xa lòng nghi đường vào cho tới xa lòng nghi non cao trùng điệp thòng dòng đi về nguyên bình hiền tích mặt lễ sắc nghi phong thường đặng nghị biển đê tối linh quản cai các bộ sơ tinh điệp miệng lại sang bắc hà đeo trăng đeo gió bao xa xà tích đai xanh đỉnh non kim lầu cánh thanh dường ra
riêng đu đuồm lại qua phép tiên hiền thánh Chúa đã vẫn dùng xuân đào cúc tở sang thu bàn dốc thác đổ vi vu gió thank you.
lộc tài. Chúa ơi ban ra quốc phương hội họp đem qua đền này, Chúa ban cho tiền tốt của thầy, đồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho giải nhất sang kêu. Lộc cho nhiều mắc khoai năm xương, đồng còn nhà coi cũng thờ. 30 mùng 1, 14 hôm sắp 30 mùng 1, hôm sắp 14. Yêu ai, chi yêu ai tài lộc Chúa ban, lớn nhầm Chúa của kêu mang đường nào. Đến đây kia sớm ra vào, tấu xin bồng lộc ngạt ngào quả hoa. Thứ nhất Chúa cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả, ban cho lộc tài. Phong chơi đến kia miếu cỏ, đúc lại về am cỏ lông xanh. Sơn lông cạnh chỉ nữ tình, vẫn nghe tiếng nhạc đầu gậy cuối hát. Nơi non xanh dưới ngàn tung tinh, có thơm làm thịt hình em cô. Bộ tay theo dịp mẹ sinh cô, tiếng nói trọn trẻ thành ra